Xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito. Dạ, xin chào mọi người, xin chào mọi người. À, đây là Quỳnh Châu Phi, dưới kia là Pazinho nhá. Pazinho ơi, chào mọi người đi. Pazinho đang cắt chặt cây mọi người để làm dàn cà chua mọi người. Hôm nay mình ở dưới này để mình đang đi phân công công việc cho các bạn nên lại phân công công việc cho Quỳnh Châu Phi nhé mọi người nhá. Còn đây là Antonio nhá mọi người nhá. Xin chào mọi người nhé. À, đây Antonio đây. Antonio hôm nay là sẽ ở trên đây với mình. Nhiệm vụ hôm nay của mình với lại Antonio với lại Quỳnh là sẽ dọn dẹp ở trên này, đi hái ngọn của lá đậu, với lại là vun cho bón vun gốc lạc, bón phân cho lạc. Bởi vì là lạc bây giờ này mọi người trông này bây giờ cũng đang ra hoa rồi nhé. Đang ra hoa rồi. Đó, bây giờ là công việc là sẽ dọn dẹp ở trên này. Thì mình nội dung thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, là hái các cái ngọn đậu đi, với lại là tỉa bớt lá đi để cho nó lên thêm tránh, với lại nó ra hoa ra quả nha mọi người nha. Maria come sa qui? Đấy, còn Maria ở dưới kia. Vamos começar aqui tirar erva e cabeça de feijão primeira. Ở trên này mọi người đậu và lạc nó lên rất là tốt rồi. Ở trên này nó lên rất là tốt. Mà mình phải hai vợ chồng phải qua đây để kiểm tra rồi hướng rồi gọi là gì anh nhỉ? Bảo các bạn ấy làm. Ừ. Ấp úng mãi không ra câu. Phải giới thiệu đi, đây là bạn Cún này. Giới thiệu đây bạn Cún này. Anh Lặng Yên. Không. Ý em là bây giờ tức là mình phải bảo các bạn ấy làm ấy, đến đâu, đến giai đoạn nào phải làm, phải có những cái động tác gì đấy, chăm sóc cây nó như thế nào. Còn các bạn ấy mải mê, các bạn cứ để nguyên nó như vậy là để nó lên rồi nó ra củ thì ăn củ, mà nó không ra thì thôi. Đấy, như vậy nên là đấy, agora nós começamos aqui já. Phân công công việc đấy, như vậy. Con Cún này. Lắm chuyện quá thì mất đi. Đi xuống kia kìa. Đó. Hôm nay cái lá đậu này mình sẽ hái này, cái này nó chưa ra hoa nhá. Bên này ra hoa thì là đợt trước mình đã vun gốc và đã hái rồi này. Cái đã thành quả của hôm trước là mọi người vun gốc, hôm nay vun gốc của bón phân nó ra rất là nhiều hoa rồi nhá mọi người. Đó. Ở bên này thì trồng sau hơn thì bây giờ mình mới ngắt ngọn và ngắt lá. Mình sẽ tận dụng chút nữa mình sẽ nấu cái từ cái lá đậu này, mình sẽ nấu cho các bạn ấy món lá đậu xào của người của bên mình vẫn ăn nhé, của người Việt Nam mình vẫn ăn nhé. Đó, lá đậu này rất là nhiều luôn. Ngàn hoa ở đây là nó cũng có những cái lá đậu của gì nhỉ, lá đậu đậu mắt đậu mèo ấy, đậu mắt mèo ấy. Ở đây có đậu mắt mèo ấy, thế xong là hái lá đậu mắt mèo bỏ vào ăn luôn đi. Lá đậu này rất là ngon, cũng có rất là nhiều dinh dưỡng, cực kỳ tốt luôn. Đó, mình sẽ cho Maria và Antonio hái lá đi đã, sau rồi sẽ một phần lá sẽ mang các bạn ấy sẽ mang cho họ hàng rồi là hàng xóm ăn bớt đi. Còn lại thì còn một ít sẽ nấu trong ngày hôm nay cho nó ngon. Không, cái này không để lâu được. Đúng không anh? Đúng rồi. Này anh Quyết xem cái dạo đợi lá đậu này. Lá đậu rất là tươi xanh mọi người ạ. Mọi người cứ sợ là cái lá đậu này nó cây đậu nó lên tốt quá, sợ tốt lá không có quả. Nhưng mà ở trong kia thì mọi người ra nhiều quả lắm, ở bên kia kìa. Hôm nay là mọi người sẽ làm việc cũng khá là nhiều, chỗ cái lá đậu này đậy hái rất là nhiều. Từ cái ngọn đậu đến lá đậu, bởi vì là rộng mà mọi người. Mọi người trông thế này một tí thôi, nhưng mà như lần trước mọi người xem vun đấy, vun gốc đấy, thì nó trải dài từ đây xong rồi đi xuống vòng từ dưới kia. Nói chung hôm nay có hái nhiều lá thì ăn cũng không hết đâu, Quỳnh ăn cũng không hết lá đâu. Cái lá này ăn tốt này, nó bùi bùi này. Ở bên này mọi người không ăn cái ngọn đâu, mọi người chỉ ăn vài cái lá bên trên thôi. Cái này ăn bùi bùi lắm. Mình hái nhiều thì còn dư bao nhiêu mình sẽ mang cho hàng xóm họ cũng ăn. Đấy, Pazinho đang ấy kìa, Pazinho đang đi lấy gỗ về đấy, lấy chặt củi về đấy. Chó nhìn thấy cũng biết sủa đấy đây này. Chó biết sủa đây này. Gỗ mặt thật. Đấy, vừa sủa vừa chạy. Biết sủa đấy. Ê, primero día el que narga, né? Não. Já anda ladra. Na, já ladra. Quando ladra, hoje. Ele ladra quem? Só o paizinho.
À, sao phải gì nhủ? Porque sao la gara phải gì nhủ sao? Phải gì nhủ come comida dele. Né? Ele quando o pai não está em casa, ele chega em casa sentar. É. Quando o pai não está lá, ele fugia a ladrar. À, tức là sợ phải gì nhủ à? Con cháu này sợ phải gì nhủ mọi người ạ. À, folha erva vai poder vender? Pode. Antonio Maria, aqui cabeça de feijão, aqui Angola também corta? Não. Por que vão não corta? Eles não cortam porque aqui também dá feijão. O feijão trepa até aqui. Sim. Também dá, mas assim ele vai não dar muito. Ele só pouco, de aquele ali. Você corta assim, ele vai dar muito na embaixo. Não deixa mais muito tempo. Sim. Só tira, arranca uma vez, depois planta outro. É assim. Normalmente você deixa a cabeça assim, que vai demorar ele sair, né? Sim. Vai esperar ele sair, mas assim ele não sai muito. Só pouco. Então não dá bem resultado. Đấy, mọi người đấy, Maria vừa nói đấy, và Maria vừa bảo là ở bên này là mọi người cũng không cắt ngọn để đợi cái ngọn để xong nó ra quả tiếp ấy. Thế mình cũng bảo là để như thế không hiệu quả, bây giờ là mình sẽ thu hoạch một lượt, thế xong là mình trồng được khác thì nó sẽ thu hoạch được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Ở bên này thì các bạn ấy chủ yếu là chỉ hái lá thôi chứ không có hái ngọn. Các bạn cũng biết là hái lá để cho nó ra nhiều quả. Nhưng mà ngọn thì các bạn ấy giữ để cho nó ra thêm quả, giống như là các bạn ấy tiếc cái đất thì các bạn trồng nhiều cái vào ấy, nhiều cây vào ấy để được được thu hoạch nhiều thứ một lúc ấy. Anh Quê ơi, mình chỉ hái lá non thôi đúng không? Lá non mới ăn được. Ừ, hái lá non ăn. Nhưng mà nói chung túm lại là mình mục đích của mình là tỉa thưa lá và ngắt ngọn. Đó, chủ yếu là ngắt ngọn là chủ yếu. Ngắt ngọn và tỉa thưa lá. Ừ. Cái lá già dưới em bỏ đi, còn lá non thì cất vào trong giỏ. Đúng rồi, lá già dưới bỏ đi, còn lá non thì mình ăn. Sẽ rất là nhiều, hôm nay sẽ rất là nhiều lá. Đấy, con chó này thì lần nào cứ lên đây bắt đầu là quậy với phá rồi này. Mấy cây ngô con là bị hắn hạ gục hết đấy. Cây ngô to thì hắn chịu, hắn vẫn bé, chưa làm gì được. Phá phách lắm. Đây quay cho mọi người xem là đỗ bên này trước là có hai lá cái thứ rồi. Thế xong bây giờ nó đang ra hoa rồi này. Đang ra hoa đấy nha mọi người nhé. Ra hoa ở dưới này này. Đó, đang ra hoa rất là nhiều rồi. Đó, đây này. Esse tipo value pode deixar. Nhường chớ lắm đấy nhá. Đấy, phá đấy. Nên trên này Angola também faz essa. Quay cho mọi người xem một tí mà nó ấy. Velho, đây xa, số tiếp của mua từ rất là nhiều đây này. Vamos comer. Đấy, hiện tại bây giờ là mọi người làm việc đang rất là chăm chỉ. Có mỗi mình thì đi review cho mọi người xem. Mới bắt đầu thôi nhưng mà có vẻ là ai cũng tập trung để làm, không thấy nói chuyện chém gió với nhau đâu. Antonio thì bạn vừa làm, bạn vừa hái, bạn vừa nhặt cỏ luôn. Đấy, nói chung là như cái câu chuyện vừa giờ mình nói chuyện với Maria ấy, mọi người thấy là các bạn ấy làm đậu nó cũng không hiệu quả. Mình thấy là đi vào trong nương, trong rẫy, thấy các cái đậu của người ta là có những cây người ta cắm giàn leo rất là cao. Rất là cao những cái cây đấy như mọi người ạ. Nó giống, người ta để nó giống như kiểu cây đậu cô ve ở Việt Nam mình ấy. Em thấy ở trên này họ cũng trồng, nhưng mà những cái ngọn này về sau nó dài, nó cuộn với nhau cơ. Thì giống đậu đen với đậu xanh ở mình thế mà, để là nó cũng sẽ cuộn. Nó cuộn, ở Việt Nam mình em chưa nhìn như vậy bao giờ. Ai chả, ai chả. Tâm bây xa bây xô ta ga ly nhỉ? Trời ơi. Úi dồi ôi, úi dồi. Nhìn trồm trồm. Đấy, đuổi đi được một con gà thôi. Lại quay lại, anh quên đã. Ừ. Hôm nay công việc sẽ rất là nhiều mọi người, rất là nhiều, hái hết lá đậu. Thế xong rồi là đi xuống dưới này để vun lạc ở chỗ này nữa. Mà lạc trồng ra thì cũng khá là nhiều.
khá là nhiều lạc đây này. Ở đây dưới kia, không biết là một ngày hôm nay là bằng này người làm có hết hay không. Đấy, giao nhiệm vụ Antonio chỉ có việc cắt ngọn thôi, còn lại Maria với Quỳnh cắt lá. Antonio, esa, cuando nos cortamos aquí, después aquí todo aquí en el paisaje más de flora, esa. Esa no corta, en el paisaje no da bien aquí, aquí va por el seno sai, entonces esa más sai más. Đây là những cái luống đậu mà chan lẫn với sắn đấy mọi người. Còn ở cái khu mà mọi người nhìn thấy dày đậu ấy là chỉ trồng đậu không thôi. Đấy, như phía dưới kia kìa. Chỉ trồng đậu không thôi, cho nên là trông nó dày hơn. Còn cái chỗ mà trồng lẫn với sẵn thì mọi người trông thấy nó thưa hơn một chút. Chứ không phải là nó không lên hay nó không tốt đâu mọi người ạ. Thế này, sắn đây này. Sắn ở giữa, còn đậu hai bên nhé. Também estou a tirar. Maria, trabalhar assim é pesado? Não. Não está cansada? Nada, né? Muito, mas não. Ok. E quando trabalhar aqui e... quando morar aqui e morar na cidade, qual é agora você gosta? Aqui. Por quê? Aqui não tem pessoa, aqui só tem você com Antonio. Aqui só eu com Antonio, mas eu gostar. Porque do jeito que eu trabalhava lá na cidade também não é do jeito que eu estou a trabalhar aqui. E viver. Cidade, quando chove, eu não dormia bem. Por quê? Porque eu tinha medo, às vezes a casa vai cair, tinha levar. Então, aqui não, quando chove, eu durmo à vontade. De manhã acordo, banho, mata bicho, trabalho. Ok. Ok. E mais importante, sempre tem aqui Antonio, né? Ele não sai que de manhã muito cedo, volta a casa muito tarde, à noite. Não. Na cidade ele sai muito cedo, né? Sim. Vai chegar em casa também cedo. Eu penso que você tem medo de morar aqui, causa sempre trabalha. Não. Trabalha, sai dinheiro, sai comida. Trabalhar muito, tá bom. Sai dinheiro também. Comida, criança não tem fome. Né? Não falta mais. Aqui eu sou buscar comida ao lado já. Sim. Đấy, chỉ nên trên đồi này, hái lá đậu này đã có đồ ăn rồi chứ có phải là hay đâu. Trên thành phố cái gì cũng phải đi ra mua, ra chợ mua, cái lá đậu này cũng phải đi mua. Mà tiền thì chả có. Nhà thì lại tốn nhiều, nhà đông trẻ con, đông người lắm. Ăn uống lúc nào ngày ba bữa là tốn lắm rồi. Cái này mà nếu mà Maria mà thích thì vẫn có thể mang cái lá đậu này để mang ra ngoài chợ bán. Mới được một nửa thôi mọi người. Đồ ăn Maria bê xuống một mớ to rồi, bây giờ là thêm một cái chậu này nữa này. Vừa hái ngọn vào đây vừa ngắt lá nhé. Từ nãy giờ thì vừa hái thì mình cũng vừa nói chuyện cho các bạn ý, hiểu cái việc hái lá với ngắt ngọn thế này, bấm ngọn thế này. Giải thích cho các bạn ý. Đây là nói chuyện với cách trồng như thế nào để cho nó được hiệu quả với lại tận dụng được cái mùa mưa ấy. Nói chung là cứ mỗi một buổi làm việc cùng thế này, thế là nói chuyện với lại là bảo cho các bạn cách làm, dần dần là rút kinh nghiệm dần thôi. Chứ còn bây giờ cứ sách vở nói thế xong rồi không làm thì cũng khó lắm. Không ai nhớ được.
À, như các bạn ấy vừa rồi anh Quyết cũng hỏi là ở đây lạc mọi người có phun sới không, thì ở trên bên này thì mọi người cũng không phun sới gì cả. Cũng là cái điều dễ hiểu thôi, vì mọi người trồng lạc mọi người cũng không trồng thành luống. Mọi người vứt mỗi nơi một hạt thì cũng không thể nào mà phun sới được. Tức là chỉ có công gieo hạt và công cuốc đất thôi, chứ mọi người không có công, về sau là không có công gì trong việc chăm sóc lạc, chăm sóc đậu đỗ như ở bên mình cả. Hôm nay thì sau khi hái xong lá đậu này thì mình cũng mới lại cùng với mọi người sẽ đi vun vun lạc nhé. Sẽ đi vun lạc vì lạc đã đến tuổi cần vun rồi. Nó đã bắt đầu ra hoa. Em cún này không thể nào mà trị được em ấy. Depois quando planta fez a você controla bem antes de sair fora. Vai cortar a cabeça. Ele entra. Mình cùng đi xuống bên dưới xem Antonio cùng anh Quyết đang nhặt lá nhé. Phải nói là đậu ở đây lên rất là tốt. Thời gian này đậu lên mình trồng như này rất là tốt. Đó, mọi người xem lá rất là xanh nhé. Lá xanh như thế này khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh này. Kể cả sâu ở trên này cũng không có luôn. Sâu không có, cỏ cũng không có. Thường cái loại đậu này thì rất là ít sâu, trồng đậu ít sâu, đậu không nhiều sâu đâu. À, lần trước mình cũng có trồng một ít đậu ở bên dưới, canh tác ở phía bên dưới kia, mình để cho các bạn, người bản địa trồng đấy anh. Ừ, đấy là bệnh chứ không phải sâu. Bệnh đấy, sâu rồi bệnh nữa, sâu có cả bệnh. Trồng cây gì cũng có nguy cơ bị sâu, bị bệnh mà anh. Ừ. Nếu mà nó bị một ít là nó sẽ lan ra. Đó. Từ nãy giờ là mình với Antonio với Maria là hái vòng từ bên kia xong nãy giờ vòng lên trên này mọi người, vòng lên trên này. Thì cái đoạn chỗ này là đoạn cuối cùng mà cần phải hái ngọn hay lá. Thế xong là xong xuôi đâu đấy rồi chúng ta sẽ đi vun lạc nha mọi người nha. Trời đến bây giờ cũng rất là nắng. Ai cũng vã hết mồ hôi. Mệt không thèm muốn nói nữa kìa. Tanh mutusoni Maria. Salubue. Mutusoni. Tanh cansado. Não. Eu tenho cansado. Maria mồ hôi ướt sũng rồi. Antonio cansado. Sô sô lu. Chapéu to đi chapéu. Nâu ra chapéu. Quên mất đấy. Làm từ sáng giờ mà cuối cùng là đôi vợ chồng này không đội mũ, có mình đội mũ. Không trách nào. Để gọi cho đội trẻ con mang mũ nón lên đây. Làm mãi phải nhớ là có mũ ấy. Đấy, xong xuôi chỗ này đi. Rồi chúng ta đi vun lạc nhé. Anh trông em cho mẹ đi làm này. Em rất là tươi, cười Pika rất là tươi, rất là cười. Tony, Fala xin chào. Trông bà rất là mệt mỏi. Rồi, để tí nữa mình có đồ ăn, mình cho mình mời hắn xem hắn thế nào nhé. Thay đổi thái độ nha mọi người. Tony. Bất được pha là nào kè nè. Từng lớp lá rất là xanh, xong rồi hoa của đậu rất là nhiều đây mọi người. Bác nào, bạn nào muốn sống ảo chụp ảnh đồng quê. Cái chỗ này là cái chỗ mà trồng sớm nhất và cũng ngắt ngọn ngắt lá sớm nhất. Đó, thế cho nên là bây giờ nó ra rất là nhiều hoa luôn. Lật ra đây là toàn hoa là hoa thôi. Nhìn trông ngắm ong đầy ong luôn mọi người, đầy ong vào luôn. Nhiều ong lắm, ong mật đấy, ong lấy mật. Đó, đây mình quay. Chúng ta đi cặp đi nhé.
Em cứ đang làm gì ạ? Bây giờ là đến chương trình bón phân cho lạc với lại dừa vun gốc mọi người ạ. Mọi thứ nó vào đúng cái thời điểm, nó cái gì nó cũng đến thời điểm cần phải chăm sóc rồi, thế thành ra là mình lại phải làm thật nhanh thật vội. Đấy, lạc bắt đầu ra hoa rồi mà. Hôm nay thì Maria lại là gọi là tiền bối của Antonio. Có mỗi một cái cuốc nhỏ mọi người ạ, còn cái cuốc to thì dùng nó hơi khó. Nói chung là mình lúc nào mình phải cố gắng là hướng dẫn cho các bạn ấy cặn kẽ một tí để cho làm kết quả nó thành công. Cuidado nao nao que fica muito do lado de Jingu Bai á. Nó có ta raiz nhá. Lạc thế rồi mọi người, cái hoa lạc nó nở rồi đây. Đó. Ở bên dưới bố mẹ làm trên này thì Quỳnh con lại khóc rồi. Maria lại cần phải xuống để chứ. Antonio bông mai super sayu ra đi esasu. Mai bò. Esasu mai bò. Thôi thế này cho nhựa cho Antonio dùng cái này cho nhanh. Cho hắn làm là chính. Maria làm phụ vào. Đây là bạn ấy mới tập làm, bạn ấy chưa làm quen thôi. Bạn mới mà làm một tí nữa là bạn làm nhanh. Lạc thì số lượng lạc thì mình trồng nó ít hơn so với trồng đậu. Thế nên là vun nó sẽ nhanh hơn. Lạc với đậu giá trị kinh tế ở bên này đều là cao, đều là dễ bán vì dân bình thường là họ đều ăn lạc với đậu. Mua tu phun đù nào cho Antonio? Anh cứ hướng dẫn bạn ấy, băm băm trên mặt luống trước xong băm hết một loạt xong mới vun vào gốc như vậy. Mua tu phun đù nào? Xin, à xin. Một khó sao không cầm hai tay được nhỉ? Cầm một tay vậy. Một cái cuốc nhỏ cầm một tay nó tiện. Bạn ấy hiểu tiếng Việt thế sao? Em vừa nói xong bạn cầm hai tay. Lại cầm một tay. Xin, chúng ta xin, à xin. À xin, ta bỏ. Em. Ok. Nào cà va mua tu phun đủ. Ta bỏ à xin. Dạ, muito bom. Capim. Đấy, Antonio nói rất là nhanh hiểu. Nói phát bạn hiểu liền. Bảo bạn đừng cuốc sâu. À, bạn hiểu liền. Làm được ngay. Tá bom. Có năng khiếu đấy. Bạn nhanh nhẹn. Ui, nắng đấy. Nắng rát hết cả chân, tay. Hiện tại trời rất là nắng. Vậy mà mới sáng nay thôi, mới đêm qua thôi, trời vẫn còn đang mưa nhỏ nhỏ như mùa xuân vậy. Giờ thì rất là nóng. Nên là lượng ánh sáng ở đây, cây cối lượng ánh nắng rất là nhiều đấy. Là nhiều nên là cây nó sẽ không bị thiếu nắng đâu. Như vậy Maria đã quay trở lại rồi. Bạn ấy làm từng rửa luống, nửa luống một. Làm từng nửa bên một xong rồi là sẽ một nửa bên này xong chút nữa bạn sẽ sang bên này, sang bên má bên này và làm tiếp. Phía bên cạnh là Antonio làm. Rồi xem bạn làm đẹp quá. Làm rất là đẹp nhé. Đó. Anh Quyết bỏ phân như vậy có mệt không? Cũng hơi nắng. Hơi mệt tí. Một mình anh Quyết bỏ phân như vậy à, chấp cả hai vợ chồng nhà Antonio. Chấp cả hai vợ chồng. Hai bạn đi vun gốc không kịp luôn. Chấp cả hai vợ chồng à. Đây, mọi người trông các bạn đi vun trông rất là đẹp. À, trời nắng như thế này là chưa thấy cây nào héo, tức là vun chưa bị chém gốc cây nào cả. Không bị chém đâu, em nhìn bạn ấy làm khéo lắm. Đấy. Đó. Đẹp luôn, nhìn sạch sẽ.
Mà thực chất là trước khi vun lạc cũng không bị không có nhiều cỏ, đất là, vẫn còn rất là tơi xốp. Bởi vì là các bạn ấy thường xuyên lên là cứ lên là thấy cỏ các bạn nhặt mà, cho nên là nó không lên nhiều. Đó. Đất cực kỳ tơi xốp luôn. Nhìn các bạn ấy cuốc xới xới lên ra xong rồi là vun vào cỏ. Yeah. Quỷ chém gió ghê. Pasaki, aquí hay un pequeño. Aquí. Ali está grande. Sí. Aquí capi de buey. Se ya anda fala. No es el capi. ¿Cómo? Está aquí, está como. Ese, es capi. É feijão. É feijão. Ông nhìn đầu cái gì mà nhìn ra cỏ? À, ông ấy nhìn ra xa, ông ấy tưởng là cỏ. Ở đây thì cái này chỉ có cỏ thôi chứ làm gì có rau tốt như vậy. Tá bem fechado. Sim, bem fechado, né? Tá muito fechado. Se você vir muita água aqui, vai queimar. Vai pesado, né? Bem azul, né? Verde, é? Sim, senhor. Trabalharam. Yeah. Trabalharam. Muito obrigado. Gostar? Gostei, gostei mesmo. Ông cụ này là ông cụ mà anh Phong đưa đến để giới thiệu ở trên này đây, làm đây. Vâng. Anh Phong bảo đề nghị giúp đỡ ông nhưng mà ông không đồng ý đây. À rồi, bây giờ ông quay lại. Ta aqui ainda pouco. Passa aqui. Zinguba. Ali é. Sim. Não vamos passar aí no candeiro? Não, passa cadeiro, não. Tem que terminar cadeiro depois. Sim, está dando boa flor. Boa flor. Đấy, ông khen ra nhiều hoa đấy. Đang khen ra nhiều hoa. Đó, ông ấy nhìn đây rồi, xanh tốt quá, ông giật mình quá, ông tưởng là có. Tá bom mesmo. Este feijão é o vosso? Sim. O qual é? De vocês. De nós? De angolano. Este é angolano? Uhum. Sim. E qual é esse? Caluminga? Aqui tem todo tipo. Não é? Aqui tem boa tipo. Aqui até lá baixo. Tem tudo. Boa tipo de feijão. E senhor? Estão a trabalhar. Estão a trabalhar, meus nenês. Nguyên cái việc bỏ phân mà từ nãy giờ rất là lâu mọi người ạ. Đấy, tạm dừng camera một lúc mà mọi người xem là từ trên kia xuống dưới này này. Bây giờ là đến xuống dưới này rồi. Pajinyu đi chặt gỗ xong, bây giờ là bạn ấy lên trên này để trợ giúp mọi người để làm cho xong nốt chỗ này nhé. Ở chỗ này thì lạc trồng sớm ra hoa rồi, còn chỗ kia là lạc trồng hơi muộn kìa. Chỗ phía kia là lạc trồng muộn đó. Thì nhưng mà chúng ta vẫn cứ vun gốc mọi người ạ. Vẫn chúng ta sẽ vun của nó nhé. Vun nó lên. Sắp xong rồi nhé. Hôm nay làm nắng quá cho nên là ai cũng mệt, không muốn nói nữa. Mình mồ hôi mồ kê cũng vã ra rồi đây này. Quỳnh Châu Phi bây giờ là cameraman thì bây giờ là cũng mệt không nói lên lời nữa cơ. Sắp xong rồi đây. Một loạt bên kia là xong này. Chúng ta sẽ cố thêm một tí nữa nha mọi người nha. Maria làm giờ khá nhanh như này. Maria giờ làm thành thục phết đấy. Mình cứ sợ Maria yếu quá, Maria chỉ làm phụ thôi. Với lại cái cuốc nhỏ của bạn ấy, bạn làm nó cũng nhanh hơn, linh động hơn. Agora Maria da Mestre. Đó, sau một lúc quyết bỏ phân để cho các bạn đi vun đất. Thì bây giờ là chỗ lạc cũng đã xong đấy cả nhà nhé. Chỗ lạc này bây giờ là vun cũng đã xong, còn một tí ở dưới kia thôi. Ở phần dưới kia là chỗ lạc trồng ra sau, trồng lại đấy. Thì nó đang còn bé hơn nên trông nó đang còn thưa hơn một chút. Ở trên này thì lạc khá là dày rồi. Và mọi người trông này các bạn đi vun cũng rất là đẹp nhé. Thì view lại cho mọi người xem sau khi mà quyết kết thúc bỏ phân và các bạn đi đang vun những luống cuối cùng thì lạc đã đặt lên như thế này. Đồ. Đấy. Lạc lên rất là ok luôn. Các bạn nên làm cũng rất là khéo. Cũng đã làm được ổn rồi. Các luống lạc nó lên đây.
vòng một tí xuống dưới này. Còn Quỳnh Châu Phi thì trong khi chờ đợi thì đang đi lượn lờ dưới kia kìa. Đang đi lượn đấy, con chó cún đấy. Maria với Pazinho làm xong luống cuối nữa thôi. Antonio thì bạn đang làm dở, thì có khách đến mua Maruvu thì bạn đi xuống rồi nhá. Đây là vậy là cái video hôm nay chúng ta hướng dẫn các bạn đi làm thứ nhất là hái lá đậu, ngọn đậu, tức là ngắt lá đi và vun các cái luống lạc, là hôm nay sẽ kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Và bây giờ là xin chào mọi người nhá, tạm biệt mọi người nhá. Chào yeah. mọi người đi nào. Xin chào mọi người. Tạm biệt mọi người. Xin sao chào mọi người, tạm biệt mọi người mà cho cún sợ chạy đi kìa. Quỳnh Thấy hôm nay làm việc thế nào? Hôm nay mọi người làm việc rất là nhiều đấy, khá là mệt. Em đi lại thôi cũng mệt rồi. Mệt nhất là Quỳnh nhỉ? Quỳnh đau họng. Đau họng. Rồi, kết thúc video ở đây thật nhé mọi người nha. Rồi, ngoài trời, mọi người trông lên trên trời này, mây biếc này. Đó. Em xin tâm bên này. Em xin nào.